Rồi, và vẫn như vậy thì mình sẽ có cái phần thi thử online từ giờ cho đến sát ngày thi luôn các bạn nhé. Cổng thi sẽ mở đến ngày mùng 6 tháng 7 luôn. Đấy chứ ạ, mùng 7 tháng 7 các bạn sẽ thi thật. Và cổng thi thử online sẽ mở sát đến ngày mùng 6 tháng 7. Và cố gắng nhé mọi người, tầm này rồi thì làm càng nhiều đề càng tốt, đấy chứ ạ. Và nó sẽ là những cái đề bám sát dạng đề thi thật đến 95% và sẽ có kết quả ngay sau khi các bạn nộp bài, ok? Rồi, về lịch thi chúng mình sẽ cùng nhau nhìn lại một lần nữa nhé. Chúng mình đã qua hai đợt, đó là đợt số 1 mùng 7 tháng 6 này. Đợt số 2 chúng mình cũng vừa qua rồi đúng không nào, 14 tháng 6. Và tiếp theo đây là thứ 6 nhá, mình sẽ mở đợt tiếp theo là đợt 21 tháng 6. Và tư như vậy thì mình đang còn đợt số 4 và đợt số 5 nữa ha, ok, được chưa? Rồi, mình sẽ còn 3 cơ hội nữa thôi, chúng mình cố gắng là tham gia thi thử nhá. Hai, chào Long Sàng, hai gozaimasu. Rồi, ok, và cũng bắt đầu rồi thôi nhỉ. Rồi hôm nay chúng mình sẽ tiếp tục với series livestream 8 tuần. Tuần này của chúng mình là tuần thứ 6 rồi và chúng mình đang còn 2 buổi nữa thôi. Ha? Là chúng mình sẽ đến với kỳ thi thật rồi nên các bạn cố gắng dành thời gian để vào xem cũng như là làm đề nhá. Hãy chào xin chào Hải Sàng, chào Vi Sàng. Hãy. Jaikimashou. Ok, bắt đầu với phần kanji của chương trình N2, kanji từ vựng ngữ pháp, được chưa? Rồi 20 câu thôi nhỉ. Nào câu số 1. Volunteer de otoshiyori no otoshiyori. Nè. Otoshiyori no nanani o shiteru. Câu này rất dễ. Không có gì khó khăn hết. Rồi, vi sàn cho đáp án số 3. Hay, ok. Quý ba chăm sóc nam sàng dịch có em. À, có em cũng làm công việc này hả? Ok. Khá là nhiều bạn bên Việt Nam mình sang Nhật để làm công việc này đúng không ạ? Đáp án đúng của chúng mình. Ôi giời, vi nữa hả? Làm vất vả ha. Rồi, công đáp án của chúng mình chính xác, đáp án số 3 nhá. Kaigo. Kaigo nó chính là chăm sóc đúng không nào? Chữ này là trong chữ giới. Kai nè. Chú ý giúp mình chữ này là chữ hộ và đọc là go, không có trường âm nhá. Chú ý mình phần trường âm không có trường âm. À, thằng này không có, được chưa? Rồi. Kango, kango trong từ kangoshi nó liên quan đến y tá cơ, nó không phải từ chăm sóc này. Câu này thì dịch đơn giản ha. Volunteer de otoshiyori no kaigo o shiteru, đúng không? Tôi đang làm công việc là chăm sóc người lớn tuổi đúng không? Một công việc tình nguyện. Rồi, vậy thôi. Có bạn em à. Ok. Rồi, tiếp theo câu số 2 nào, đến với câu số 2. Câu số 2 này mình tính là N2 nha. Vì chắc hẳn là sẽ có bạn bị lừa câu này. Đấy. Rồi, Phương Anh Phan đáp án 4, Như đáp án 4. Tất nhiên là các bạn đang phân vân có trường hay không có trường âm thôi đúng không? Dị Thịnh Sàng đáp án 4, Long đáp án 4. Từ này nghĩa là gì ạ? Từ này nghĩa là gì mọi người nhỉ? Phong Sàng đáp án số 4. Rồi, chúng mình sẽ có cụm này là Cô Sô Cự nhé. Đô Rộ viết hơi xấu ha. Cô Sô Cự Đô Rộ là đường cao tốc đúng không nào? Ây à, quay xe rồi. 4 quay xe. À rồi, ok, cảm ơn Bảo Sàng. Chính xác, Sang này trong Sang Xe đúng không? Tán hành. Hi trong Hi Tê mang nghĩa là phủ định. Thế nhưng hai bước này đi với nhau bác ấy lại bị biến âm nhé các bạn nhé. Chú ý cho mình. Đây đáp án đúng sẽ là đáp án số 4 ha. Sam pi, không phải là hi mà là pi. Mà dù rõ ràng bác này là sang, bác này là hi ha. Thế nhưng mà ghép vào bị biến âm nhá. Chú ý cho mình một số cái cụm như là có từ gì cũng bị biến âm ta. Giàu nghèo á, him pự chẳng hạn nó bị biến âm đó. Rồi về câu này sẽ dịch là gì đây ạ? Kōsokudōro no kensetsu nitsuite wa sanpi ga wakareta. Đúng không? Nitsuite wa cấu trúc cũ này. Nitsuite wa là về đúng không? Về cái việc xây dựng đường cao tốc đúng không ạ? Thì những cái ý kiến tán thành và phản đối đang được chia ra, nghĩa là có những cái ý kiến trái chiều trong đó. Rồi rất may mắn là không có ai liên quan đến đáp án này ha. Cái chữ này ở nếu mà các bạn học ở N3 thì rất là dễ bị nhầm với chữ phủ ha. Đó, nhưng cái bác này thì không có khẩu nhá, bác này thì có khẩu thì mới là hỉ. Rồi ok, quên chữ bất chứ không phải chữ phủ. Rồi. Hãy tiếp. Câu số 3. Sam vàng. Chắc chắn là loại được 1 với 2 rồi đúng không? Hãy Nhật Trân chọn 3, Thương chọn 3. Mi chọn 3. Rồi. Mugen, các bạn đang chọn Mugen đúng không? Phương Anh chọn đáp án 3. Nhật Trân em đoán là 3. Rồi, Thịnh Sàn chọn 4. Tức nghĩa là các bạn lại phân vân giữa 3 và 4 ha. Tại sao lại như thế? Bởi vì cái thằng này, cái chữ ngôn này nó có hai âm đọc đúng không? Đọc là gôn cũng được mà đọc là gen cũng được. Nên là nó làm mình khá là phân vân ha. Rồi, ok, mình sẽ cùng nhau xem đáp án nhá. Mugen hay Mugen đây ạ? Đáp án đúng của chúng mình sẽ là đáp án số 4 nhá bạn. Mugen, được chưa?
Mư là không, cô là nói, thực tức nhất là nó là yên lặng thôi, đúng chưa? Đấy, câu này sẽ dịch là gì đấy? 教室では学生たちがみんな無言で作文を書いている. Được chưa? Ở lớp học ha, chủ ngữ nhỏ ở đây. Các bạn học sinh đều đang viết đúng không? Mọi người đều đang viết bài văn rất là im lặng, không có ai nói gì cả, không một lời nói gì cả ha. Nhá, Mina là mọi người. Rồi, các đáp án khác thì chúng mình sẽ cùng nhau nhìn nha. Rồi ok. Mugen à, rồi ok. Chữ gen này là chữ gen khác, không phải là gen này đúng không nào? Rồi, bư thì không phải rồi. Chữ bư này là chữ vẫn là chữ này, chữ bất này, được không? Nhá. Ok, quay xe. Hãy nhớ nhá. Coi như là một lần sai thì mình sẽ là một lần nhớ. Tiếp theo ạ. Câu số 4. Nào, coi câu này N4 đi. Dễ quá. Ha, câu này mình tính nó là N3 cũng được, N3, N4 thôi nó nhé các bạn. Hãy, quá dễ. Anan chọn 1 rồi, ok, kantan desu ne. Không có gì về câu này ha. Cô Tiên chọn 1. Hãy, đáp án không gì khác ngoài IT, nó quá dễ. Rồi, câu này nếu mà bảo N2 thì ra nó bị khinh thường chúng mình quá đúng không? Hãy, nào xem câu nhá. Itai koto aite ni wakatte morau no wa muzukashi. Vậy thì câu chủ ngữ nằm ở đây đúng không ạ? Cái việc gì đó rất là khó. Te morau là được nhá. Được ai đó làm gì, được đối phương hiểu cho cái điều mình muốn nói đúng không ạ? Thế câu này sẽ dịch xuôi là việc đối phương hiểu những cái điều mình muốn nói là một điều rất là khó khăn ha. Rồi ok. Hai, câu này dễ quá các bạn nhỉ. Hai, rồi. À ok, đó, được chưa? Đó thì mình sẽ xem cấu trúc ngữ pháp nhé. Nếu mà dịch thì mình sẽ dịch là được ai đó làm gì cho. Rồi, ngoài cái âm ai này ra thì bác này bay có âm đọc là xô nữa đúng không? Thế nên nó đang lừa các bạn ở những cái chữ này, những trong từ xô răng là đàm phán, trao đổi. Rồi, còn cái chữ T này thì các bạn biết rồi, nó sẽ có âm đọc là siêu nữa trong cái từ ví dụ như là siêu đẳng nhé. Rồi, ok. Câu số 5. Ai, câu 5 một câu N2 nha bạn. Enony, chắc chắn là N2 rồi. Linh em chọn 4, Mai Thị Lê chọn 4, Như chọn 4. Các bạn đang có xu hướng đi về 4 này. Long lại chọn đáp án số 1. Rồi, nghe hiểu nó là cái gì đã, đúng không nào? Mai chọn 1, Đình Lâm chọn 4. Rồi, ok, các bạn đang có đáp án của mình hết rồi đúng không? Khuyên Sàng chọn đáp án số 4, Phương Anh 1 này, Oanh Sàng chọn 4. Rồi, tại sao các bạn lại chọn giữa 1 và 4 thì rõ ràng là 2 và 3 nó sai. Vì sao? Bởi vì nó đẩy cái chữ trực này lên đầu. Chữ trực này nó đã đọc là trục cự rồi. Thì không thể nào nó là cái thằng này được, đúng không? Phải phân vân giữa 1 và 4 bởi vì hai bác đều đọc là suy. Nhưng mà suy này trong suy gì? Suy ở trong suy gì ạ? Trong suy min nha các bạn. Suy min no suy, giấc ngủ. Thì có phải liên quan đến cái C này là cái nút chai, cái nắp mà các bạn, liên quan gì đến giấc ngủ đâu. Nên đáp án đúng trong câu này sẽ đáp án số 4 nhé bạn. 4. Được chưa ạ? Chính xác, có bạn comment giúp mình rồi. Ha, ok, cảm ơn mọi người. Rồi ok, các bạn comment cho mình nó là chính xác, nó là phương thẳng đứng, phương vuông góc nhá bạn. Yeah, ok, đúng rồi, suy đấy trong suy min nhá. Vậy nên câu này nó sẽ hiểu là gì? Kéo cái nắp theo phương thẳng đứng, kéo cái nắp giật lên này. Đó, được chưa? Suy châu cự nhá. Ok. Rồi tiếp theo câu số 6. Rồi, khá là nhiều bạn sai câu này thì mọi người nhớ để ý nhá. Rồi, nào. Câu số 6 thì sao các bạn nhỉ? Đáp án mấy đấy ạ? Kang yu. Câu này ở N2 mình học rồi nha. Học cả hai chữ luôn rồi nha. Shinjin sei wo tennis sakura ni kang yu shita. Rồi, Kê Hiếu sàn chọn 3, Quý sàn chọn đáp án 3, Mai chọn đáp án 1, 3 và 1. Ok. Hay, nào, câu này nó sẽ là gì? Shinjin sei là các bạn học sinh mới đúng không nào? Sakura là câu lạc bộ tennis nhá. Kang yu này sẽ là cái việc mời chào. Đúng không? Mùa mời chào, thu hút. Vậy thì kiếm cái nào liên quan đến mời mọc. Mời mọc rủ rê nó phải là chữ này, đúng không? Chữ này là trong chữ du cũng đọc là you, nhưng nó mang nghĩa là asobimasu, là chơi. Thằng này không phải. Được chưa? Mình đi hai bác này nhá. Nên có ai chọn 2 và 4 thì mình sẽ loại nha. Chúng sẽ cùng nhau xem tiếp này. Thế thì 1 với 3 nào. Theo các bạn cái nào liên quan đến mời mọc rủ rê, khuyến khích mời gọi? Rõ ràng là chữ gì ạ? Chữ này, đúng không? Chữ này nó là cũng đọc là căng, nhưng mà căng trong căng sát sự nè, quan trong quan sát, trong quan điểm, trong căng cô chi,
trong liên quan đến nhìn nhé mọi người. Nên đáp án đúng sẽ là đáp án số 1. Được chưa? Hay, được chưa? Cái chữ này là chữ khuyến trong cái từ susumeru ấy. Khuyến khích gợi ý tiến cử. Được chưa nhỉ? Câu này sẽ hiểu là tôi đã gì đây ạ? Đã ố này. Đã mời đúng không? Thu hút chào mời những cái bạn học sinh mới vào câu lạc bộ tennis. Được chưa? Nhìn kỹ một xíu nhá. Còn những cái này nó không có nghĩa. Rồi, tiếp theo câu số 7. AQ. Rồi. Oanh rằng chọn 2, Thịnh chọn 2, Linh em 2, Vĩnh Cửu. Nào, cấu trúc gì đây? Chưa ai nói cho mình cấu trúc đâu. Quá kia tế bào nai lá gì đấy. Một câu hỏi mà chắc là có người không biết đang tra Google. Rồi, Chiến 7.2 Vĩnh Cửu. Rồi, ok. Ai đáp án đúng của chúng mình chỉ là đáp án số 2 nhé bạn. Vĩnh Cửu. Vĩnh là chữ này, cửu ở đây. Chúng ta nằm ở đây ha. Kono jo tai ga jo tai nhé. Chú ý trường âm ạ. Kono jo tai ga AQ ni tsuzuku wake dewa nai. Được chưa? À rồi, cảm ơn Sơn và Thu Sàng. Rồi, chính xác. Trương Sàng thế, ngữ pháp không hẳn là, không có nghĩa là phủ định một phần nhá. Vậy thì câu này sẽ dịch là không hẳn là cái trạng thái này sẽ tiếp diễn đúng không? Sẽ tiếp diễn vĩnh viễn, vĩnh cửu đấy ạ, vĩnh viễn. Rồi, chữ này là chữ vĩnh, cách nhớ của nó còn nhớ không? Nước là một thứ có tồn tại vĩnh viễn. Chữ này chữ cửu nhá. Quá quen rồi ha. Còn nhìn nhá, chữ này thì không đọc là e mà đọc là en. Trong gì? Encho, enki đúng không? Liên quan đến kéo dài ra trong cái từ nô ba đự nô ba sự. Ha, được chưa nhỉ? À nô bi đự nô ba sự. Rồi, còn cái bát này cũng đọc là kiu, nhưng mà bát này là kiu trong phủ kiu, phổ cập nha. Kiu, kiu trong phổ cập, được chưa? Nhớ nó nhá. Còn đây mới là cửu này, hisashiburi là nó này. Đó. Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ đến với câu số 8. Siêu siêu. Rồi, siêu siêu. Chiến Sàng chọn 2, Thu Thập siêu tầm. Long cũng 2, Thu Gom, Phong 2. Hương là chọn đáp án số 4 à? Nó bị đảo nhau đó. Hả? Rồi, Oanh chọn 2, Linh 2, rồi Hoài Nam 2. Ok, đáp án đúng của chúng mình sẽ là đáp án số 2 á mọi người. Nhá, 2. Cái thằng số 4 nó không tồn tại, nó không có tập thu mà phải là thu rồi tập lại đúng không? Hai bác này bản chất nó đều mang nét là thu gom nhá. Siêu này trong từ osameru là gom vào, hoặc là từ siêu new nè. Còn siêu này trong từ atsumeru, siêu gộ đúng không? Siêu chiêu các bạn gặp nhiều lắm rồi, không có gì hot cả. Khi biến âm thì nó biến âm thành bì nhá. Nó quay sẽ dịch là mo ha, moe nai. Moe nai gomi no siêu siêu bì wa mai siêu kayobi desu. Rồi, ok, chúng cứ nằm ở đây ha. Ngày gì ạ? Chính xác nhá, ngày thu gom rác mà cháy được thì là vào thứ ba hàng tuần. Thôi rồi, gặp lại một lần nữa ha. Cái số 1 này cũng có âm đọc là siêu siêu nhá mọi người. Nhưng nó lại mang nghĩa là dàn xếp ổn định, chứ nó không mang nghĩa là thu gom, được chưa? Còn ba bác số 3 và bác số 4 nó không có nhá. Ok, tiki, câu số... đến một phần gọi là tạm giải lao ấy mọi người, tạm giải lao một xíu. Đó là mình sẽ có một cái lớp luyện đề ôn cấp tốc online. Thời điểm này là thời điểm vàng để các bạn ôn tập rồi. Nghĩa là thời gian nó cũng hơi sát đề thi, sát phần thi rồi. Tốt nhất là đến tầm này các bạn sẽ tập trung vào luyện đề giúp mình. Mỗi ngày mình làm một đề, mỗi ngày 2 tiếng rưỡi, được chưa ạ? Làm một đề. Đó, thì khi mà mình có cái Nagare làm đề quen rồi thì cái phần căn thời gian của chúng mình cũng sẽ được cải thiện đấy ạ. Rồi, nội dung của chúng mình sẽ thi chữa đề thi quá khứ GPT nhá. Cộng thêm là hình thức học là sẽ qua web hoặc là app Zoom đi, được chưa ạ? Rồi, và cố gắng nhá, mình sẽ làm đề trước, sau đó mình có thể xem đăng ký khóa này và mình sẽ xem vào những cái clip để chữa những cái đề đó. Đó, thì đây cũng là một cách để các bạn có thể tự học tại nhà. Ok. Rồi, tiếp theo chúng mình sẽ tiếp tục đến với phần từ vựng nha. Đoạn kanji phía đầu thì khá là dễ, mọi người có thể xem lại nha. Rồi. Vi chọn 3 thiết bị Ameyuki 3, Oanh 3, Phong 3, Yến Mai 3. Ok, đều chọn đoạn 3. Setsubi nè, setsubi. Thiết bị, được chưa? Thiết bị. Ok, đáp án đúng. Sugoi. Đáp án số 3. Cô dạo này phong độ cực hiếu. Cố gắng kiếm cái nào một đi chứ gì nữa, đẩy lâu quá rồi nè. Kono taiku kan wa rokka ya shawa nado no nanani ga sorotte iru, đó là setsubi rồi. Được chưa ạ? Coi sẽ dịch là cái nhà thể chất này đúng không? Có soro là gom mà nhá. Được chưa ạ? Thì sẽ hiểu là có trang bị, có đầy đủ những cái thiết bị như là nado nhá, như là vòi sen này,
hay là những cái tủ để đồ nhá, độc cà là những cái tủ mà có chia ô để đồ đấy các bạn. Rồi ok, chính xác dụng cụ đồ được. Hay, không có gì để nói nữa đúng không? Rồi số 1 mình có từ để đọc là yogurt. Rồi từ này là gì các bạn nhỉ? Yogurt bản chất nó cũng là một cái dạng dụng cụ. Thế nhưng mà nó sẽ thường hay đi vào những cái cụm danh từ phía trước mô tả một cái dụng cụ chuyên dùng gì đó. Ví dụ như là hikki yogurt, cái dụng cụ để viết chẳng hạn, đúng không? Hoặc là soji yogurt là cái dụng cụ để dọn dẹp chẳng hạn nhá. Rồi ok, đó. Còn đúng rồi, còn cái bát bịt tai này chính xác nó là vật hay là vật thể? Ví dụ như là có cái vật thể lạ nó ở trong bát tôi chẳng hạn, nó vật thể. Còn số 4 thì là cái đồ đựng nói chung rồi, không còn gì để nói nhé, dễ quá. Rồi, tiếp theo ạ, câu số 10, Jill bảo. Rồi ok, Hà Dung chọn vật mẫu đúng không? 3, rồi Duyên chọn 3, My chọn 3, chân 3, Phương Anh và Quân Anh, Trung Quân. Rồi, đều là 3 hết ha. Rồi câu này đơn giản quá trời. Xong cứ được nhá. Rồi và cảm ơn và bên bạn My có comment cho mình cả tiếng Anh của nó rồi ạ. Sample là cái hàng thử hàng mẫu. Đúng không? Rồi, サンプルを使ってみてとても良かったので、この洗剤を買うことにした。rồi xem dài nhé. Rồi, câu cô tổ nhĩ xà là gì đấy? Cấu trúc ngữ pháp nào? Rồi, mình sẽ có với đầu tiên đó là thử sử dụng cái hàng mẫu. Chính xác, hàng mẫu này thì tôi cảm thấy nó rất là ok. Vậy nên là tôi đã quyết định nhá, mua cái sen dài là cái chất tẩy rửa này. Sen dài ra nó có thể là kiểu nước giặt đấy các bạn, được chưa ạ? Hoặc là ở Nhật nó có một cái từ khá là tương đương là từ mì hông. Chắc là các bạn ở Nhật là cũng biết này. Cái này là những cái sản phẩm mà được sử dụng hàng thử ở ở quầy bán á, cũng có từ này, cũng khá là gần gần nghĩa thôi nhé. Rồi distro là danh sách này, có tarot gự là cái quyển giới thiệu về sản phẩm nhé các bạn. Chú ý mình phân biệt nó với pamphlet nhé. N4 dễ quá không thi, ok. Khá tarot gự là quyển giới thiệu sản phẩm. Ví dụ như các bạn muốn đi mua một cái xe máy, muốn đi mua một cái tủ lạnh thì người ta sẽ cho các bạn một cái catalog đúng không? Để các bạn xem là những cái thông số của sản phẩm đấy này có những cái đặc điểm ưu điểm gì, giá cả bao nhiêu. Đó là catalog. Còn pamphlet thì nó là một cái quyển giới thiệu nói về chung chung thôi. Ví dụ như mình muốn đăng ký học Dũng Mori thì Dũng Mori sẽ có một cái pamphlet để các bạn xem là có những giờ học như thế nào, có những thầy cô nào giảng dạy, có những cái hoạt động ra sao thì nó là dạng pamphlet nhé. Ha, đừng có nhầm nhé mọi người. Ok. Rồi ok, cảm ơn mọi người ạ. Tsugi. Câu số 11. Yến Mai chọn 2, Duyên chọn 2. Ok. Rồi. Thúy Sàng cũng vậy, chọn đáp án 2, không có gì để bàn cãi đúng không? Đáp án của chúng mình là đáp án số 2 nhé mọi người. Nỉ. Thực ra cái này là một cái câu mà đã nằm trong đề thi thật rồi, đúng không ạ? Watashi no kaisha wa moyori no eki kara aruite 15 fun desu. Rồi, cái này sẽ là gần nhất nha bạn, gần nhất. Nên đáp án đúng sẽ là ni bằng. Hay. Chủ ngữ nằm ở đây ha. Công ty của tôi thì nào, đi bộ từ ga gần nhất vào thì sẽ mất 15 phút. Ok, xong nhá. Hay, dễ quá. Rồi, cảm ơn mọi người, không có ai sai hết luôn ạ. Rồi, tuyệt vời. Ichibaoki là lớn nhất này, siêu tên là điểm cuối này. Kaihatsu, shihatsu là xuất phát đúng không? Bắt đầu nhá, không có gì hot. Rồi, câu số 12. Rồi, sai chứ, quá trời dễ. Rồi, Dung chọn 1, Chân chọn 4, Quý chọn 4. Câu này N2 à? Nhớ nhá. N2 nhá, nó không dễ như N3 đâu nhá. Rồi, lựa ý thế thôi, Chân chọn 4, Lương Ngọc Lân chọn 4, Oanh 4, Lâm 4. Ok. Đáp đúng. Đi bảo. Đau này, một loạt đau khổ này. Masakari, được chưa? Rồi, tại sao lại là Masakari? Câu này khá là dễ thôi. Kokusai kaigi ga hikareta hikareka hirakareta no wa natsu no saichu datta. Càng đau càng giờ. Rồi, ok. Rồi, các bạn đang phân vân, ủa sai chiêu từ trước đến giờ mình học là giữa mà, đúng không nào? Thế nhưng về bản chất, nếu các bạn chỉ dịch cái ma gì ấy, nó sẽ không ra được bản chất của cái bác này nha. Bác này, bác ấy sẽ mang nét là những cái trạng thái, những cái vật nào đó nó ở trạng thái Ichiban Sakana, một cái thời điểm mà nó phát triển nhất. Thế nên nó sẽ bằng với Masakari. Masakari nó sẽ là nói về cái thời điểm nở rộ, cái thời điểm mà đạt đỉnh của mùa hoặc là của mùa hoa nở gì đó. Thế nó sẽ bằng với bát sai chiu này.
Được chưa? Ra đảo hết rồi. Chứ đã bảo là câu N2 mà nếu mà ai đà thì nó là câu N3 rồi. Nhá, vậy câu này sẽ là gì? Cái thời điểm mà cuộc họp quốc tế được tổ chức nó là vào chính thời điểm đỉnh điểm giữa mùa hè đó bạn. Đó, được chưa? Rồi, đầu. Đó, ra đảo hết, biết ngay mà. Rồi, ok. Đó thì không có dễ như vậy nha, nhớ nhá. Masakari đúng không? Thời điểm đỉnh ở một cái mùa hoa nào đó thì nó sẽ mô tả bằng cái từ này. Hajime thì là bắt đầu này, không có gì hot, owari là kết thúc này, aida là giữa này ha, giữa chừng. Rồi, em với đúng rồi, chính xác. Maji nó cũng không có ra nha mọi người. Mọi người phải tìm nhật nhật giúp mình. Sai chữ tọa cấu trúc ngữ pháp định nghĩa thì các bạn sẽ ra cái nghĩa của thằng sai chữ này chính xác. Đó, còn nếu mà cha Maji nó không ra được cái nghĩa đấy. Ok. Rồi, tiếp sĩ câu số 13. Rồi, smart. Ai chà, chú Hiếu gầy mảnh khảnh, đáp án 4. Vi sàng cho đáp án 2 này. Hiếu này khả năng là bị lườm lần đấy này. Quang chọn 3, rồi Long chọn 2. Mới nhìn lướt một chút xíu thì rõ ràng mình cũng bị lừa. Là mình nghĩ nó là thông minh. Thế nhưng mà thông minh thì 1, 2, 3, 4 nó lại không có cái nào là thông minh cả. Nó lại không hợp lý, đúng không? Rồi ok, vậy thì đáp án hay em quay xe nhỉ, nào quay thử sẽ đặt mấy. Rồi nào nhìn nhá. Sensei đúng không? Giáo viên này. Sei ga takakute totemo smarto desu. Cái này thì giáo viên vừa cao và rất sao đó nữa. Thì nếu các bạn phải phải để ý này, nếu mà là thông minh thì đâu có cái nào là thông minh đâu. Ganjo nó là gì? Ô mẹ, ganjo nó là bền. Nó là bền chắc, nó không liên quan, đúng không? Kakui là đẹp rồi, không nói gì. Miyoku teki. Miyoku nhá. Miyoku thì nó sẽ mang nét là có sức hấp dẫn, có sự thu hút. Và sai sinh nó là cái vóc dáng nó thon. Thon, mảnh khảnh. Nên đáp án đúng trong câu này đáp án số 4 nha mọi người. Smart ở đây nó không phải là thông minh, mà nó mô tả là vóc dáng thon, mảnh khảnh. Được chưa ạ? Nó bằng với thằng này. Nhìn là ra này, chữ này trong chữ hồ sôi là thon gầy đúng không? Sinh là liên quan đến cơ thể ha. Được chưa? Trời ơi, small không chắc cũng không phải đâu. Vì nếu mà small thì nó phải kết thúc bằng âm rự, không thể nào là âm tộ được. Còn tiếng Anh là chữ nào thì mình không biết thật sự các bạn. Đấy, rồi, không sao, mới được hai câu rồi. Nào, câu số 14. Rồi, câu này mình nghĩ là bạn làm được này. Câu này N2 nhá. Rồi, Long chọn 1. Cái từ câu này thì khá là hay gặp và dễ rồi đúng không? Duyên chọn đáp án số 1. Rồi, Dung chọn 1. Tự nhiên lại cảm thấy có tự tin hẳn lên. Hãy đó, ok, mấy đáp án đúng của chúng mình là đáp án số 1 nhé. Không có gì bàn cãi à. Wazukana nó mang nét là ít đúng không? Một chút, một ít ha. Rồi. Wazukana kibo. Từ này sẽ đọc là ý đa cự nhé. Tại sao là ý đa cự? Bởi vì nó là kibo là cái không nhìn được nhá. Idai te ita no da ga. Chichi no byouki wa yoku narana katta. Tôi đã thế nào đó nhưng, đúng không ạ? Tôi đã ôm. Ý đa cự là ôm. Ôm cái gì? Ôm cái không nhìn được. Ôm một cái tia hy vọng nhỏ bé, đúng không? Thế nhưng mà cuối cùng thì bệnh tình của bố tôi vẫn không chuyển biến tốt. Được chưa? Rồi, hay ra trong môn đây 6 đó, nó cũng khá là hay gặp đấy. Nên là những ai mà chưa biết từ Wazuka này thì nhớ nốt lại vào cho mình ở trong phần từ vựng của mọi người nhé. Rồi, ô cử là nhiều này, Akari là tươi vui sáng sủa này, Kakujitsu sự là chân thật này, nhá, không có gì hết, được chưa? Rồi, Suki. Câu số 15. Chuyển sang phần ngữ pháp, một phần mà các bạn đều thích ạ. Hai. Rồi nào, câu số 15. Đáp án mấy? Đọc từ này ạ, Boshi nhá, cái mũ ha, không có gì hot cả. Big Fan chọn đáp án 3. Thu Hòa chọn đáp án số 3. Rồi Mi chọn đáp án 3, ok rồi. Hay. Nhật Chân chọn đáp án 1. Rồi, Hà Chi chọn 3. Rồi ok, mình sẽ nhìn qua vào đây nhá. Thứ nhất này, đó là khi làm ngữ pháp cũng như làm từ vựng, các bạn phải dịch đúng câu. Nếu các bạn dịch đúng câu thì các bạn mới làm được bài. Các bạn mà đã không biết cái câu đó là cái gì rồi thì các bạn chỉ có thể làm mò thôi. Đúng chưa? Tiếp theo với những dạng câu mà nó đang ghép ngữ pháp này, bạn nhìn thấy đuôi chúng giống nhau nhá. Thổ cô đồ đà, vê tà tô cô đồ đà. Bên này cũng là vê tà tô cô đồ đà. Đúng không? Bên này là xô nhìn nát tà. Thì bên này cũng là xô nhìn nát tà. Vậy thì mình sẽ loại từ cái đít đi. Từ cái đuôi này nhá. Được chưa ạ? Mình sẽ dịch câu vào để mình loại cái đuôi này. Nè,
Kino wa kanari kaze ga tsuyokute. Đúng không? Câu này làm đề ở trong lớp thầy Dũng rồi ấy chả? Và trúng từ rồi. Em quên nghĩa sổ nhỉ na ta. Không có gì hết. Cái này nó là N3, nó biến thể đi thôi. Nào, ngày hôm qua đúng không ạ? Đã có gió rất là mạnh này. Và nan độ mố là rất là nhiều lần cái bô si của tôi nó. Thứ nhất này, vê tà thố cô đồ đà nó là cái gì? Các bạn có nhớ câu chút nữa không ạ? À rồi, trong lúc làm gì đó. Chết tuyệt, không phải. Vê tà thố cô đồ đà là gì? À rồi, coi kê cảm ơn lòng. Sau khi, được chưa ạ? Vê tà thố cô đồ đà. Thực ra cái này nó là cái cấu trúc ở N4 đó. N3 rồi. N3 N4 ta. Veta Vru VT đụ thổ cô đồ ấy bạn, đã đang sẽ sắp sửa. Thì rõ ràng là cái này không thể nào đã theo kiểu vừa mới được, cái này sẽ là đã nhá. Vừa mới, đã theo kiểu là vừa mới. Đúng chưa ạ? Thế thì câu chuyện đã xảy ra từ ngày Kino rồi, mình không thể nào là vừa mới đây được, mình sẽ loại được đáp án 1 và 2. Bây giờ mình sẽ xem này. Sonyinata thực ra mà nói đâu nhỉ? Chân sảng. Bản chất về mặt ngữ pháp của nó, bạn nhìn vào đây nhá. Nó sẽ là thể thông thường, thể mát sự. Bỏ mát sự đi cộng với so. Cái này các bạn đã học từ hồi N4. Đúng không ạ? Ame ga furiso là trời trông có vẻ sắp mưa nơi rồi. Đúng không? Vậy thì rõ ràng cái mát sự, bỏ mát sự cộng với so nó sẽ mang nét phán đoán là sắp sửa. Được chưa ạ? Và đát nát ta là trở nên sắp vào trạng thái đó. Thì là suýt nữa thôi các bạn. Thế vậy thôi. Đúng chưa ạ? Nó thực ra nó là một cái môn ngữ pháp tách rời, nhưng về bản chất bạn nhìn nó sẽ ra. Thế thì bây giờ mình là tôn đê cự hay là thổ ba sa đê đợi thì lại nhìn vào đây cho mình. Bố xế. Ô. Ô thì phải tha động từ chứ. Mà tha động từ đây đáp án đúng sẽ là sam bảng nè. Ok. Rồi. Chính xác chưa ạ? Được chưa? Rồi em ra ngủ xíu mà làm mọi người học vui nha. Ok Dung, mình sẽ lại xem lại nhá. Rồi con sẽ nhìn giúp mình này. Đó là gì? Đó là hôm qua gió rất mạnh đúng không? Nên tôi suýt nữa đã bị thổi bay mất cái mũ rất nhiều lần. Đấy chứ, cái bị này nó sẽ ứng với thằng tôi. Đấy chứ ạ, còn thầu ba sự nó sẽ ứng với thằng bố si. Nên đáp án đúng sẽ là xăm ạ. Rồi. Khác nhau giữa hai mẫu này thì vế đựng thuộc cô đồ đát tà thì hầu như là đi với những cái tình huống mà suýt nữa xảy ra một tình huống nào đó xấu không tốt. Còn xô nhìn nào đấy thì nó dùng trong nhiều trường hợp hơn. Ha, vậy thôi. Nè, rồi, nào. Đấy, số 16 nào các bạn. Câu này khá là dễ đấy. 4, nhà chân chọn 4 thậm chí. Mai 1, hoa lê 1, mai cuông 4. Vi 1, 1 nghĩa là gì ạ? Nguyễn Lê Ngân 4. Phương Nguyên chọn 4. Rồi, Duyên chọn 4. Các bạn đã phân vân giữa 1 và 4 đúng không? Dịch câu nhé. Nào, dịch câu mình ạ. À, rồi, sáng nay ngủ cảm ơn chân sao? Dịch luôn này. Sáng nay tôi ngủ quên, chính xác. Kê sao ạ, nê bô shite shimai. Được chưa? À, sáng nay tôi bị ngủ quên rồi, ok. À, thời gian ăn uống đúng không? Sokuji o suru jikan. Thời gian ăn uống thế nào đó. À, thời gian rửa mặt cũng không có. À vâng ạ, à, rồi có ai quay xe không? Hay đáp án đúng sẽ là đáp án số 4. Dokoroka. Trời ơi. Câu này em sẽ ở đấy. Bảo rồi dịch câu đi mọi người, cái sư đà này nó bằng với sai. Ha. Nếu mà nó dừng ở việc là sokuji o suru jikan sai nakata thì ok. Được chưa? Nhưng cái thằng này nó lại dính thêm cái thằng này nữa. Cả cái này cũng không. Vậy thì rõ ràng nó phải là cấu trúc theo kiểu là không chỉ A mà còn B. Không chỉ A như vậy mà thậm chí B còn gì đó. Vậy nên đáp án sẽ là đáp án số 4. Đố cô đô cả nó có hai nét nghĩa nhá. Rồi. Hai nét nghĩa, một đó là chẳng những không đạt được như mong đợi mà ngược lại. Được chưa? Tôi đang ăn kiêng, chẳng những tôi không gầy đi mà thậm chí ngược lại tôi còn béo lên. Đấy là nét số 1. Nét số 2 thì là chẳng những mà còn thôi, mà thậm chí thôi. Đúng không? Chẳng những người lớn cũng xem mà thậm chí trẻ con nó cũng xem cái chương trình này. Đó, vậy thôi ạ. Thì cái thằng này nó sẽ ứng với nét số 2 nhá. Shika mà đi với nai thì là chỉ desu ne. Hay. Toai e gặp rất nhiều rồi. Dẫu nói là cho dù, mô tả hai vế trái ngược nhau nhá. Rồi làm bao nhiêu lần rồi vẫn nhầm, thấy không? Anh ấy phải là các bạn phải hiểu là nhiều khi mọi người overthinking ấy. Đó. Rồi, câu số 17 nào. Câu 17.
Câu này dễ nha, câu này N3 nha. Hoa chọn 2, thương 2, dần 3. Rồi ok, mình sẽ cùng nhau xem nhé. Phương Anh chọn đáp án 2. Các bạn đang có những cái sự phân vân giữa 2 và 3 và cũng có bạn chọn đáp án số 4 đúng không? Dịch nhé. 授業の7に地震が発生した時は先生の指示に従わなければならない。Được chưa? Rồi ok, cảm ơn Trân giảng Việt phát sinh động đất trong giờ học phải tuân theo chỉ thị của giáo viên. Rồi chủ ngữ nằm ở đây chính xác. Khi mà phát sinh một trận động đất, đúng rồi, chính xác trong giờ học đúng không? Thì phải tuân theo chính xác chỉ thị của giáo viên. Vậy thì câu chuyện là trong giờ học này mình dùng cái gì, trong như thế nào? Rồi ok, chân sàng về được uchi nhị hoặc là uchi nhị gì là trong khi. Thứ nhất, uchi nhị nó có hai nét nghĩa, các bạn phải hiểu ví dụ của nó nhé. Nét nghĩa số 1 thực ra dịch nó là nhân lúc thì đúng hơn. Nét đúng không nào? Nhân lúc còn khỏe thì tôi đi du lịch, nhân lúc còn trẻ thì tôi trải nghiệm nhiều, nhân lúc cái này còn chưa nguội thì bạn uống đi. Rõ ràng cái này là một cái nét rất hay gặp ở chị nhị. Nét số 2 dịch là trong lúc, nhưng các phải hiểu cách dùng nhá, không thể nào mình cứ bê vào được đúng không? Trong lúc thế nhưng về sau, về sau nó sẽ có sự thay đổi nhá, được chưa? Rồi về sau nó có sự thay đổi. Tại sao lại thay đổi? Ví dụ như này, ban đầu mình không thích nhạc Sơn Tùng lắm đâu đó, thế nhưng mà sau khi nghe đi nghe lại, nghe đi nghe lại rất nhiều lần thì tôi dần trở nên thích cái bài hát đó. Thì đấy, cái việc thích đó là mô tả một cái sự thay đổi mà chính bản thân người nói cũng không ý thức được. Thì cái này về sau nó không có thay đổi nha các bạn, được chưa? Nên uchi nhị không chính xác. Ok rồi. Thương có comment cho mình là sai chiêu phải đi với VT đi. Đúng rồi ạ, VT gì đi và danh từ no. Mọi người thiếu cách kết hợp của nó rồi. Danh từ no cũng đi được với sai chiêu nha. Vậy nên đáp án đúng trong câu này sẽ là đáp án số 3. Được chưa ạ? Nhớ danh từ no nữa. Đang trong lúc đúng không? Khi phát sinh động đất, khi đang trong giờ học thì phải tuân theo chỉ thị của giáo viên. Xong, được chưa? Rồi, đó chính xác đó. Nó phải đi với danh từ nữa mọi người nhá. Ok. Thứ ra lỗi của mọi người chính là cái lỗi... À rồi, 4. 4, nào lại 4 là tại sao lại không đúng? Thứ nhất là sai stay, các bạn nhớ này, cấu trúc sai stay đúng không? Tuy nhiên này, nhí sai stay thiếu mình nhí của mình rồi. Đúng chưa? Và khi đó là nhí sai stay rồi thì động từ kết hợp của nó là ver hoặc danh từ, không còn no nữa. Nè. Khi nhân dịp, đúng chưa? Ha. Dịch đúng mà chọn sai chắc chỉ có em. Thật ra là do mình không hiểu bản chất của câu, của cái ngữ pháp đó. Đó, mình không hiểu bản chất của ngữ pháp nên là mình bị nhầm, mình chỉ nhớ cách dịch của nó thôi. Thành ra vào câu nó bị sai nhá. Na cả nhĩ đương nhiên là không phải rồi, đừng có chọn nhé mọi người. Hay, được chưa? Rồi, tiếp theo nha. Câu số 18. Lan vốn, duyên vốn, lân vốn. Rồi, câu này chắc không ai sai rồi ha. Mai Sàn chọn đáp án số 4. Hay, Long chọn đáp án số 4. Ok. Có phải chuyển dịch thôi. Đúng không? Akira Harasaki giống bảo lương sáng, lường sáng chọn đáp án số 4. Bích chọn 4. Rồi. Đáp án đơn giản quá đúng không ạ? Đáp án chính xác là số 4 nhé bạn. Chính xác rồi ạ. Kyo wa kyo kare wa baito ga aru to itte ita kara soubetsu kai ni nana ni. Đúng không? Kuru ka dou ka wakaranai. Được chưa ạ? Câu này dễ. Coi chuyển dịch thôi. Bạch Trang 4. Rồi. 18 4 ạ. Rồi ok, cảm ơn Huy có dịch cho mình này. Vì có việc làm thêm nên không biết đi có đi tiệc được không? Chính xác ạ. Hôm nay anh ấy chủ ngữ đã nói rằng là có việc làm thêm. Thế nên là anh ấy cũng chẳng biết được có thể tới cái bữa tiệc chia tay có được không nhá. Ok. Cả đô cả của này, cái này dịch thuần thôi là xong rồi. Ôi cảm ơn Vi có cho mình những cái câu đáp án khác rồi. Ok. Bekida. Rồi, bekida là cần nên phải. Chính xác, cần nên phải nhá. Xong. Ostore ga de. Cái này là N2 nha. E là sợ là một cái điều gì đó không tốt xảy ra, được chưa? Rồi, tiếp theo mình có nai de wa irare nai, không thể không hay là buộc phải. Ví dụ mặc dù là ấy mà nghe cái câu chuyện của thằng cu đấy hoặc là nhìn cái mặt nó là tôi wara wa nai.
Warawanai để vào irare nai, không thể không cười, được chưa? Rồi, hoặc cái này nó có thể đứng dưới dạng là dự nhí wa irare nai nhé. Còn nhớ cái này không? Mọi người nhớ cái này không? Dự nhí wa irare nai đấy nhá, hai cái này như nhau ạ. Rồi, ok, cảm ơn mọi người. Về bài này khá là dễ. Rồi, mình sẽ đi đến những câu cuối cùng nhá. Câu số 19 dấu sao nào. 最近7に見ることがあるが大人も楽しめるものが多い. Rồi ok, quay lại đáp án nào. 2143 Long cũng vậy, Phương Nguyên cũng thế, Yến Mai giống, Trần Loan giống. Rồi, Nhật Trân là 3214. Cho của Trân lên đây nhá, để mình giải thích tại sao mình Nhật Trân này bị sai ha. Mai Cua chọn 2143, 2143 đáp án 4. Rồi ok, cấu trúc ngữ pháp nhìn vào đây nào, với những bạn gọi đang làm sai nhìn cấu trúc ngữ pháp giúp mình nhá, cấu trúc gì nhỉ? Rồi cảm ơn Visa. Cấu trúc ngữ pháp mư kê, dành cho đối tượng nào đó, hướng tới đối tượng nào đó, đúng chưa? Và cách kết hợp danh từ mư kê, được chưa? Dành cho đối tượng nào, đây thì có mỗi một đối tượng, đây là đối tượng nào thôi ạ? Kuromo thôi. Vậy thì rõ ràng là hai một đó đi với nhau. Mà nhìn mư kê đi về nhí, tức nghĩa là đằng sau không thể là danh từ, nó phải là một động từ, đúng chưa? Mà động từ đây là động từ gì? Động từ 4 này, từ cư ra đề tả. Vậy thì nhìn này, mi rự cái gì? Phải mi rự cái ố. Xong chưa? 3 nhá, đúng chưa ạ? 2, 1, 4, 3. Đó, vậy thôi các bạn ơi, khó đâu. Đúng chưa nào? 3, 2, 1, 4 hay là 3, 4, 2, 1 thì 3, 4, 2, 1. Làm sao mà mư kê nhí mà đi với mi rự được hả các bạn ơi? Nếu mà đặng nhí là mà đi với động từ, nó sẽ là dạng bốn nghĩa theo dạng phó từ, thì nếu mà cho nó không có nghĩa, đúng chưa? Cũng có lúc về được cô tổ gà được nhá, cũng có lúc tôi xem những cái chương trình TV được làm ra dành cho trẻ con, đúng chưa? Thế nhưng mà dạo gần đây cũng có rất là nhiều các cái chương trình mà người lớn cũng có thể xem được nhá. Ok, đáp án đúng. Đấy, được chưa? 2, 1, 4, 3. Chúc mừng các bạn. Rồi, câu cuối cùng nào mọi người. Câu cuối cùng tương tự nhá. Nhìn xem có cấu trúc gì không rồi mình ghép cho nó hợp lý nha. Huy xà 1, 2, 4, 3. 1, 2, 4, 3. Để đây nhá. Rồi, Lan Hương giống Huy. Nhật Trân là 2, 1, 4, 3. Hay, Hương Lan giống này. Hậu giống này. Mai giống này. Vi cũng là 1, 2, 4, 3. Rồi ok, chính xác, ok, đừng cuối câu, chính xác rồi, 3 nó phải ở đây ha. Mà chứ wakeda thì mình không thể là đa đề mũ, không thể là pati nhí, mà phải là động từ. Ừ, đúng rồi, chắc là 4 nó ở đây thôi, chính xác các bạn. Được, được chưa? Rồi, thế 4, 3 là đúng rồi, vậy thì 1, 2, 2, 2, 1 nào. 1, 2 nhá, sẽ là gì? Đa đề mũ pati nhí ikenai wakeda. Hay là pati nhí đa đề mũ ikenai wakeda. Cái nào hợp lý ạ? Cái nào hợp lý? Nhìn vào động từ đi. Đi tới đâu đó. Có giờ các bạn để như thế không? Các bạn để nhí lên đầu xong rồi chủ ngữ không? Đúng không ạ? Đi đến đâu đó mình có đối tượng tác động thẳng luôn là đi tới đâu? Đi tới cái party. Đi tới cái party thì nó phải là đoạn 2 ở đây. Đúng chưa? Rồi. Và mình còn là một đây. Đa đề mô party nhí ý kê nai wa kê đà chứ. Đáp án chính xác nha mọi người. 1, 2, 4, 3. Mọi người dễ thải hiệp quá trời. Rồi ok, thì chắc chắn là cái việc cắt kiến dấu sao đúng là được. Thế nhưng mà để mà một cái câu mà làm thế nào để cái phần này của mình cải thiện lên thì buộc phải xếp ra được câu nhé các bạn ơi. Được chưa ạ? Sở trường của em á. Đây là sở trường của mình, chắc chắn là sở trường của mình. Rồi ok, nhìn thấy chưa? Ý kia này cái gì? Trợ từ nó gắn thẳng với nó đây thầy. Nhá, vì gì phải đảo lên làm gì đã? Ê, Trinh giả mô đối với nhí, arubaito ga aru no. Ô, thế là Trinh thứ bảy á, Trinh cả Trinh thứ bảy cũng đi làm thêm mà. Tức nghĩa là, đúng không? Ok, đã thế nên là thảo nào mà, hoặc thế nên là gì? Thế nên là, vậy tức tóm lại là không có ai có thể đi tới bữa tiệc được nhỉ. Vậy thôi. Rồi, ok, được chưa? Về nhà chịu khó làm thêm cái dạng bài dấu sao, nhất là nhiều thì nó sẽ ngộ ra các bạn. Rồi, ok, Suki, chúng mình sẽ đến với câu cuối cùng. Đó là chúng mình sẽ học tiếng Nhật qua một câu thành ngữ. Rồi, câu danh ngôn. Nào, có làm gì câu này không? Anata ga koeyou to shinakereba naranai yuitsu no hito wa kinou no anata desu. Có gì đó?
có một cái chữ từ vựng N2 này, yuitsu. À, cái này mình có trong phần từ vựng có rồi này. Cấu trúc ngữ pháp yotosuru. Nào, câu này dịch là gì ạ? Người duy nhất mà sao? Đây là cả cái cụm này bổ nghĩa đúng không? Mà bạn cần phải cố để vượt qua quê đúng không? Thì chính là bạn của ngày hôm qua. Đúng rồi đấy các bạn ạ. Người duy nhất mà bạn phải vượt qua đó là bạn của ngày hôm qua. Nên chúng mình đang cần phải mỗi ngày đều phải tốt lên từng ngày một nha. Nên cái việc các bạn sai nó không phải là vấn đề. Mà phải làm thế nào là à hôm nay mình sai rồi lần sau mình gặp lại nó mình sẽ đúng. Được chưa? Nên là không việc gì phải lo lắng về vấn đề mình sai hết. À, trừ khi nào đó là đề thi thật thôi thì lúc đấy mới khóc chưa muộn. Hay rồi, otsukare sama deshita. Cảm ơn mọi người nha, hẹn gặp lại các bạn trong tuần sau. Bye bye, nhớ chú ý luyện đề nhá.